Tại quận Thanh Khê, công tác triển khai các phương án phòng chống bão số 5 cũng đang được địa phương đẩy nhanh thực hiện. Tại khu vực khe cạn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, từ sáng nay, địa phương đã tiến hành khơi thông cống. Nơi đây có khoảng hơn 400 hộ dân đang sinh sống, trong đó chủ yếu là nhà cấp 4, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa bão. Quận Thanh Khê cũng đã lên phương án di dời những hộ dân ở các nhà không kiên cố. Tuy nhiên, vẫn ưu tiên các phương án tại chỗ để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Ủy ban quận cũng đã tuyên truyền đến người dân làm sao chúng ta cố gắng và thực hiện các phương châm là tại chỗ, giao cho các địa phương là xây dựng các phương án di dời cần thiết khi xảy ra bão. Và cái địa điểm tập trung di dời thì chủ yếu là các trường học, và trong cái quá trình di dời thì thực hiện cái 5K, và nếu mà di dời và mỗi hộ gia đình thì là một cái phòng riêng. Trước tình hình mưa bão trong điều kiện dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, quận Thanh Khê đã tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện cho người dân chạn chống và cố nhà cửa trong điều kiện thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cắt tỉa cây xanh. Bên cạnh đó, quận cũng lên phương án đảm bảo an toàn tài sản cho ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại sông Phú Lộc. Thưa quý vị, hiện nay trên sông Phú Lộc thì tất cả các cái tàu thuyền của ngư dân, những thuyền nhỏ thì đã được neo vào bờ, và trong trường hợp thời tiết nó tiếp tục có những diễn biến phức tạp thì những cái tàu thuyền này sẽ được địa phương cẩu lên bờ trước 9 giờ sáng mai, và tất cả các hoạt động thì đều dựa trên cái nguyên tắc là đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch và làm thế nào để mà hạn chế đến mức thấp nhất những cái thiệt hại về tài sản và tính mạng cho người dân.